Các bạn có nghe thầy nói gì không? Thầy sẽ cố gắng nói không có to lắm bởi vì là đang ở trong phòng rất là nhiều người, các bạn thông cảm nha. Rồi, trước hết thì thầy sẽ nói về một vấn đề mà các bạn đang thắc mắc với bữa nay, đó là chúng ta có nên kiểm tra lại lần hai hay không, đúng không? Thì theo thông báo của bộ môn á, bởi vì có rất là nhiều bạn ý kiến khác nhau về cái vấn đề này, thậm chí là có nhiều bạn, các bạn lên Facebook các bạn có một vài cái ngôn từ nó chưa được chuẩn mực lắm. Thì ở đây thầy nói luôn, thì bởi vì là chúng ta có tới bốn lớp, bốn thầy cô, và trong đó là chủ yếu là có rất là nhiều lớp bị rớt cái hệ thống, mặc dù thầy cô cũng đã chưa cố gắng chia thành hai ca khác nhau rồi, nhưng mà do số lượng có lẽ vẫn còn lớn cho nên là chúng ta vẫn bị mắc sự cố đập, nhưng mà lớp cái sau thì có vẻ ổn hơn. Nhưng mà để đảm bảo sự công bằng cho tất cả các sinh viên, bởi vì thầy có chụp cái phổ điểm thì thấy là phần lớn các em nằm khoảng từ 5 cho đến 6 điểm, tức là đa số các bạn là chúng ta chưa thực sự là được cái kết quả tốt như mong muốn. Do vậy là thầy cũng đề nghị là các chúng ta sẽ nên hợp tác với bộ môn để mình kiểm tra lại lần hai, bởi vì chúng ta có nhiều cái lợi từ việc kiểm tra lần hai lắm. Thứ nhất á, là các bạn sẽ kiểm tra cùng một cái nội dung bài 1, bài 2, bài 3, như vậy chúng ta sẽ nắm bài tốt hơn. Chưa kể là những cái nội dung kiểm tra đó có thể mình sẽ gặp lại, như vậy là điểm của mình sẽ tốt hơn chứ không có chuyện mà điểm của mình sẽ thấp hơn nữa ha. Và cái thứ hai nữa là các bạn sẽ nếu như tình huống mà cái địa điểm nó chênh lệch quá, ví dụ như lần tuần trước 9 điểm mà lần sau em 5 điểm á, thì cái đó thầy sẽ xem xét lại sau. Còn trước mắt là các bạn sẽ chịu khó hợp tác với bộ môn á, chúng ta không nên là rung đầu là bức xúc quá. Mà bởi vì hôm bữa đó thì coi thầy cô có nhận được rất là nhiều thông tin của các bạn, và cũng có nhiều bạn nhắn tin mà nhiều khi mình thầy cô đọc thì cô rất là thất vọng và cũng rất là buồn. Kiểu như là có một vài bạn nhắn tin, không nhắn tin cho thầy mà nhắn tin cho mấy cô, mà cũng như nhắn tin rất là kỳ cục. Vì vậy là chúng ta không nên như vậy nha mấy bạn ha. Vì dù sao
Trên khi dịch như thế này rồi thì thầy cô cũng không có ai muốn mà. Sao cho các bạn chúng ta gặp khó khăn cả nên cho nên là chúng ta sẽ cùng đồng lòng kiểm tra lại một lần. Và ở đây thầy cô đã chia ca từng lớp một tiếng để tránh trường hợp mình sập hệ thống rồi, tức là kỳ thi cái bài kiểm tra đó là nó sẽ diễn ra vào ngày chủ nhật và nó diễn ra từ sáng cho đến tối luôn, và cứ mỗi một tiếng sẽ là một lớp. Do vậy sẽ hạn chế rất là nhiều cái vấn đề bị sập mạng, sập hệ thống giống như là mọi khi nữa nha. Thì các bạn chúng ta chịu khó tham gia, chúng ta không nên đưa những cái thông tin bức xúc và kích động lên trên Facebook để làm cho những bạn khác họ cảm thấy là không có yên tâm ha. Ở đó là gì thầy, những gì thầy muốn nói trước khi chúng ta vào lớp học. Và bài ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về bài Coumarin. Bài này so với Andrea nó đơn giản hơn nhiều bởi vì cấu trúc của nó khá là gọn gàng. Và thứ hai là trong cái bài kiểm tra bài 1, bài 2, bài 3, nếu như mà em thấy có những cái câu nào mà em thấy cảm thấy bất ngờ quá hoặc kiến thức này thầy chưa có đề cập đến thì các bạn chúng ta cũng có thể hỏi thêm để mình có thể làm cách nào đó qua buổi kiểm tra sau mình làm tốt hơn, được chưa? Nãy giờ thầy nói các bạn có cảm thấy không có hài lòng gì hay không, hay là cảm thấy chưa ổn thỏa đáng cái gì thì các bạn ý kiến cho thầy, không thì chúng ta sẽ tiếp tục. Hình như nghiêng góc này cái mặt nó đẹp hơn đúng không ấy? Rồi như vậy là chúng ta thống nhất với nhau nha. Đó là chúng ta vẫn tham gia đúng. Thầy nói trường hợp điểm chỉ là một hai điểm, em biết là điểm chỉ là một hai điểm nhưng mà mình điểm đó chỉ là 50% mà thôi, tức là giả sử em 8 điểm với 7 điểm á thì em thực chất là 3 điểm rưỡi với 4, thì 3 rưỡi thôi thì là tròn là 4 rồi. Nếu em lệch một điểm hay hai điểm thì nó không có đáng kể nha. Nhưng mà thầy nghĩ là bài lần sau sẽ điểm cao hơn bởi vì nội dung nó sẽ khá là một hai ba, nội dung nó sẽ giống như nội dung mình học cái gì mình sẽ kiểm tra nấy thôi. Cho nên là các bạn cứ trước hết là tinh thần là chúng ta cứ hợp tác với bộ môn ha, tránh kích động bởi vì là bộ môn cũng cố gắng tạo điều kiện cho các bạn. Còn nếu như mà các bạn kích động, các bạn đưa những cái câu comment hay là các bạn nhắn tin mà khủng bố thầy cô á thì khi đó là nó sẽ là một cái vấn đề khác nữa rồi đó. Cho nên là chúng ta chịu khó làm theo cái quy định chung của môn bởi vì không phải lớp mình, tất cả các sinh viên trong cùng một cái khóa đó đều bị gặp sự cố như vậy hết, cho nên là đảm bảo sự công bằng với nhau thôi. Hôm bữa thầy bắt chuyến bay về từ Anh về mà thầy đọc nhiều cái comment mà thầy choáng váng luôn, nên là các bạn chịu khó nha, vì thầy cô không có ai mà muốn phạt mấy bạn cả, mà cũng không ai muốn mà các bạn bị điểm thấp hết á, cho nên là các bạn chịu khó ha. Rồi cái câu đó là một câu khá là thú vị ha. Bây giờ các em muốn nghe bài Kumarin trước hay là các em muốn thầy giải đáp thêm những cái thắc mắc và bài kiểm tra trước? Nếu như 5 người 10 ý ha. Thì thôi, trước mắt thì thầy lỡ bạn bạn lỡ hỏi rồi thì thầy sẽ trả lời cho các bạn luôn ha. Thì bây giờ dược liệu Hoài Sơn đúng không? Rồi các bạn biết Hoài Sơn là một cái dược liệu mà nó bị giả rất là nhiều nguyên nhân vì nó có giá thành rất là lớn, giá thành rất là cao. Và cái việc giả Hoài Sơn á tức là người ta sẽ dùng những cái củ Hoài Sơn người ta cắt lát ra để người ta giả để người ta bán, nhưng mà vì cái màu trắng của nó nên là người ta thường dùng những cái nguyên liệu rẻ tiền như là khoai mì, nhưng mà khoai mì nó có màu vàng và người ta sẽ xông lưu huỳnh để khử cái màu của nó đi ha. Xông lưu huỳnh để khử cái màu của nó và khi đó nó sẽ trở màu trắng. Và do vậy do cái cây khoai mì á và cái cây hoài sơn á nó khác họ thực vật với nhau, nó khác họ thực vật với nhau, nó khác cái loài với nhau. Do vậy á là cái củ hoài mì là cái củ hay dùng để giả hoài sơn bởi vì nó rẻ tiền
nó rẻ tiền, nó sẵn có và nó dư thừa. Nhưng mà người ta có thể dễ dàng phân biệt được thông qua việc dựa vào chứ thông qua kỹ thuật vi học, tức là chúng ta soi cái hạt tinh bột, thì cái hạt tinh bột hồi sơ nó sẽ có dạng hình trứng và bên trong nó không có tể. Còn trong khi đó hạt tinh bột của khoai mì á, thì nó là dạng tinh bột hình chuông, được chưa? Còn nếu như không phân biệt được dựa vào cái hình vào cái vi học, thì nguyên nhân là do những cái dược liệu, cái bột dược liệu đó giả là nó giả chung một họ, tức là nó cũng là một cái chi Dioscorea, chung một cái chi Dioscorea nhưng mà nó lại là cái loài khác đó. Ví dụ như cái loài sơn là Dioscorea maximilis, nhưng mà nó sẽ có những cái loại khác như là Dioscorea alata đó, và như vậy chúng ta sẽ có những cái củ như là củ khoai mỡ chẳng hạn đó, hay là củ cọc đó. Thì đây là những cái dược liệu mà nó dùng để giả hoài sơn, và nguyên nhân là do nó chung một họ thực vật, chung một chi với cây hoài sơn, nên chúng ta không thể nào phân biệt được chỉ dựa vào vi học, bởi vì nó chung họ, chung đặc điểm về cái cấu tạo hoạt tinh bột, nên là chúng ta sẽ có thêm củ khoai mỡ nữa, có củ cọc nữa. Thì những cái củ đó vẫn có thể bị dùng để giả hoài sơn, nhưng mà hiếm gặp, ít khi dùng, bởi vì cái mức độ phổ biến đâu có nhiều. Mà nếu bị giả thì dùng vi học sẽ không phân biệt được, được chưa? Thì để các bạn hiểu rõ hơn, thầy sẽ cho các bạn xem slide của cái phần carbohydrate và nói về phải hồi sơ nha. Các bạn cho thầy khoảng 2 phút ha. Carbohydrate. Rồi, chúng ta sẽ coi cái tinh bột hồi sơ như thế nào nha. Hồi sơ. Đây. Thầy sẽ chiếu slide cho các bạn nha. Bạn xem qua phần slide ha. Đây là nội dung chúng ta sẽ nói cụ thể hơn trong phần câu hỏi của các bạn. Đeo khẩu trang vô. Thì lỗi cả. Chúng ta sẽ coi cái slide giùm thầy ha. Đây, các bạn thấy slide không? Đó là phần phân biệt chống nhầm lẫn hoài sơn á. Thì hoài sơn nó sẽ bị nhầm lẫn, bị giả bằng cái gì? Đây là cây hoài sơn Dioscorea maximilis, và chúng ta có những cây chung một cái chi Dioscorea cấu trúc cũng rất là giống, hình thái nó khá là giống, ví dụ như củ cái, củ mỡ Dioscorea alata, hay là củ cọc Dioscorea glabra. Thì những cái củ này do nó không một chi cho nên hình thái bên ngoài cũng khá là giống, và cái hạt tinh bột cũng rất giống. Vậy là khoai mì khác hoàn thực vật hoàn toàn, Manihot utilissima. Và như vậy thì đây là cái củ hoài sơn, sau khi người ta chế biến xong nó sẽ có màu trắng rất là đẹp. Và cái củ alata hay là cái loại glabra nó cũng thế. Trong khi đó khoai mì thì nó xấu hơn, nó màu vàng. Và đây là hoài sơn thật. Khi mà chúng ta coi cái củ hoài sơn đó, nó màu trắng rất là đẹp. Trong khi đó là cái khoai mì á, nó ra màu vàng. Vì vậy người ta sẽ dùng lưu huỳnh để thử cái màu của nó đi. Và đây là hình ảnh người ta coi soi cái hạt tinh bột để coi so sánh ha, chúng ta sẽ coi rõ hơn. Ví dụ đây là củ hoài sơn, cái hạt tinh bột nó là hình trứng và thường nó sẽ không có tể, đôi khi nó sẽ có một vài cái đường thẳng chạy dọc xuyên cái hạt tinh bột, nhưng mà hiếm gặp vô cùng, 100 hạt thì mới ra đựng hạt ha. Còn đây là khoai mì, khi mà chúng ta thấy nó có dạng hình chuông, tức là giống hình nón vậy đó, được không? Mà nhìn rõ hình khoai mì ha. Tiếp theo đó là củ từ một cái loại hoài sơn xuất khẩu và nó là dạng hình đa giá, này cũng bị gán cho từ hoài sơn thôi. Đây là củ cái, củ mỡ nè, và củ cọc là thấy y xì hoài sơn, bởi vì nó cũng là dạng hình trứng
Do vậy là chúng ta không thể nào chúng ta phân biệt được thông qua hình thức đi học. Đó là câu trả lời cho các bạn trong cái câu hỏi mà của bạn Phúc. Được chưa các bạn? Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục bài học ngày hôm nay ha. Bài này có vẻ khá là đơn giản, đó là bài Kumarin. Đây là cái bài đơn giản nhất trong tất cả các cái bài thuộc nhóm cấu trúc có cái hợp chất glycosid. Và nhóm này là đại diện cho cái cấu trúc polyphenol. Camera để không có trốn mình lại á. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục bài Kumarin ha. Trước khi chúng ta vào bài Kumarin thì các bạn nhớ rằng là cái nhóm hợp chất mà chúng ta đang tiếp tục học đó là cái nhóm hợp chất có cái cấu trúc là cấu trúc đó gọi là cấu trúc polyphenol. Và trong phần cấu trúc polyphenol chúng ta sẽ tổng cộng 4 cấu trúc. Đó là thứ nhất anthranoic, thứ hai là coumarin, thứ ba đó là flavonoid và thứ tư đó là tannin. Tổng cộng phần polyphenol các bạn sẽ gặp 4 nhóm cấu trúc này: anthranoic, coumarin, flavonoid, tannin. Đặc điểm chung của chúng là chúng đều được cấu tạo bởi vòng thơm với góc OH gắn vào. Và khi mà vòng thơm có các OH gắn vào như vậy thì chúng ta gọi là OH phenol. Và OH phenol nó có tính chất gì, các bạn nhắc lại cho thầy nghe nào. OH phenol nó có tính chất gì? Đúng rồi, các bạn chữ khó nghe thằng âm xíu ha. Đó là OH phenol nó có tính axit yếu. Ngoài tính axit yếu thì còn có tính chất gì nữa? Có hai tính chất là tạo phức, chính xác. Và vì nó góc OH gắn vào vòng benzene cho nên nó sẽ thêm một cái phần nữa, tức là nó sẽ tạo ra cái nhóm định hướng vào trong cái vòng benzene, người ta là phần thế diazo. Chính xác như vậy, chúng ta sẽ có ba cái ha. Minh Nhật lúc nào cũng nhớ bài rất là tốt ha. Chúng ta sẽ có cái là sức yếu là một, thứ hai là phần của việc tạo phức chelate với các ion kim loại, và thứ ba đó là phần diazo. Tổng cộng sẽ có 3 nhóm phản ứng như vậy. Và những phản ứng định tính OH phenol thực sự không phải là những phản ứng chuyên biệt, không phải là những phản ứng đặc hiệu, mà chỉ là những phản ứng định tính thêm thôi, chứ nó không phải là phản ứng đặc hiệu cho từng cấu trúc. Mà muốn định tính đặc hiệu cho từng cấu trúc thì chúng ta sẽ coi thử là nó có cấu trúc gì đặc biệt. Vậy đối với coumarin thì cấu trúc đặc biệt của nó là gì? Coumarin cấu trúc đặc biệt của nó là gì? Chúng ta cùng nhau xem lại cấu trúc của coumarin. Coumarin, đúng rồi, nó có cấu trúc là vòng lacton. Và cái vòng lacton này nó được cấu tạo nên bởi cái vòng gì? Chúng ta biết là coumarin là cái khung C6C3, đúng không? C6C3 là nó có cái cấu trúc vòng lacton. Vậy cấu trúc vòng lacton là do đâu gây ra? Do vòng benzen hay là do cái vòng bên phải gây ra? Và cái vòng bên phải nó tên là vòng gì mấy bạn? Vòng bên phải nó sẽ tên là vòng gì? Đúng, đúng rồi, liên kết ste, nhưng mà cụ thể hơn đó là vòng bên phải nó tên là vòng alpha diron. Vòng bên phải nó tên là alpha diron. Vòng alpha diron này á, vì ô cái gốc cetone này nó ở vị trí alpha cho nên nó mới tạo ra cái liên kết este, nó mới tạo ra liên kết este. Và vì nó là liên kết este cho nên là chỉ một mình nó có cái vòng lacton nội đặc biệt như vậy thôi. Nên những cái phản ứng nào, những cái tính chất nào mà nó tập trung vào cái vòng lacton thì những cái tính chất đó, những cái phản ứng đó sẽ đặc trưng cho cái cấu trúc coumarin. Nghĩa là nếu như muốn định tính coumarin thì chúng ta sẽ khai thác những cái phản ứng định tính, những phản ứng hóa học nào mà nó tập trung vào cái vòng lacton, vào liên kết este. Vậy thì thầy nhắc lại, coumarin là những hợp chất mà nó có phần a glycol, là dẫn chất của benzo alpha diron, hay chúng ta gọi là cấu trúc C6C3, mình gọi đó là cái vòng benzo alpha diron. Và trước đây người ta cũng có thể tổng hợp được coumarin bởi vì cấu trúc của nó quá đơn giản, người ta thông qua một cái phản baking. Nhưng mà coumarin thì nó được tìm ra từ khi nào? Như đã nói trong video, đúng không, là con người rất là tò mò về mọi thứ xung quanh. Cái này tại sao nó có màu, tại sao nó thơm, và cái hạt tunca, một cái hạt của những cái người dân Bồ Lạc ở đó thì người ta dùng để ướp thịt và
khi thấy nó thơm như vậy là thắc mắc là khi tinh dầu á, có phải là do tinh dầu hay không. Nhưng sau khi mà chưng cất thì không có tinh dầu, mình cảm thấy cái chất thơm này nó không phải là tinh dầu, và sau đó họ mới đầu tư nghiên cứu khoa học về nó, và họ mới tìm ra được là một cái cấu trúc benzoyl alpha tyrosine, và cái cây đó là cây cumaru theo tiếng của người Venezuela, nên người ta mới gọi cấu trúc đó là cấu trúc cumarin. Vậy nhắc lại tại sao gọi là glycosidin, bởi vì nó có tác động đặc biệt trên tim. Tại sao gọi là anthraquinone, bởi vì là nó có cấu trúc anthracene, tức là dựa vào cấu trúc, đúng không? Còn người ta hỏi là gì? Vậy thì tại sao chúng ta gọi là cumarin, thì chúng ta trả lời là đó là dựa vào cái tên địa phương của cây đó tên là cây Kumaru, cho nên là cho nên tên là cây Kumaru, cho nên là chúng ta gọi là cái nhóm dạng chất cumarin ha. Rồi tiếp tục nha. Như vậy thì cumarin đó là những dạng chất của benzoyl alpha, và thường nó có OH ở vị trí số 7 như một vài bạn chúng ta vừa nêu. Vậy chúng ta sẽ nhớ lại cách đánh số ha. Vậy số 1 sẽ là vị trí nào các bạn? Chúng ta cũng sẽ đánh ngược chiều kim đồng hồ, đúng không? Và cách đánh số của cumarin cũng như cách đánh số của flavonoid chúng ta đều bắt đầu ở vị trí oxy. Đúng rồi, oxy là vị trí số 1. Và vị trí số 2 hay vị trí alpha là vị trí của vòng ceton. Số 3, số 4, 5, 6, 7, 8 và OH ở vị trí số 7. Bạn nào cảm thấy mình chưa đánh số được thì chúng ta nên vẽ lại cấu trúc này, và chúng ta tập đánh số lại trên giấy cho mình quen cấu trúc nha. Điểm đặc biệt trong cấu trúc của cumarin là gì? Giờ chúng ta sẽ có một cái lưu ý thứ nhất về cumarin. Giống như anh đã nói vậy ha, trong quá trình giảng thầy nhắc lại các bạn. Nhất đó là thường ở dạng acylic, đúng rồi, nó thường ở dạng acylic, tức là ít khi nó gắn đường lắm, nó thường ở dạng tự do thôi, nó thường ở dạng tự do. Và khi nó ở dạng tự do như vậy thì thông thường khi mà người ta phân lập ra cumarin á, thì nó thường nằm trong một phân đoạn ethoxylate hoặc là nó nằm trong phân đoạn chloroform. Nó thường nằm trong phân đoạn chloroform hoặc là ethoxylate, bởi vì đây là những dung môi kém phân cực, do vậy cái cumarin nó sẽ tan rất là tốt, đặc biệt là NH3, bởi vì cái cumarin nó kém phân cực, nó giữ thuộc dạng là rất rất kém phân cực, cho nên là gì, nó tan rất tốt trong NH3 ha. Về phân loại tính đến nay á, thì người ta sẽ phân loại nó ra thành nhiều nhóm. Ở đây thì nó phân thành ba nhóm, nhưng thực sự ra là tổng cộng nó tới khoảng 5 cấu trúc khác nhau lận. Thì trong đó chúng ta có cumarin đơn giản, hay chúng ta còn gọi đó là các dẫn chất của umbilicerol, đúng không? Các cumarin phức tạp gồm có furanocumarin, piranocumarin, ngoài ra thì mình còn có isocumarin và các cái kiểu đặc biệt khác, ví dụ như là lacton hoặc là kiểu neoflavonoid mà chúng ta gặp trong cây mùa u. Nhất đó là kiểu cumarin đơn giản. Kiểu cumarin đơn giản nghĩa là nó xuất phát đơn thuần từ hai cái vòng benzo anhydride mà thôi, với cái tiền thân là góc OH ở vị trí số 7. Và vì nó luôn luôn có góc OH ở vị trí số 7 nên chúng ta mới gọi các cumarin đơn giản này là gì, là dẫn chất của umbilicerol, tức là từ umbilicerol nó sẽ có những chất tương cận khác ha. Thì duy nhất trong đó có một cấu trúc rất là giống các monomer, tức là cũng là cumarin. Tại sao chúng ta biết nó là cumarin? Bởi vì chúng ta thấy nó có cái vòng alpha-biron, đó là hoạt pha-rin, và thấy nó có cái vòng alpha-biron, đúng không? Nhưng mà nó lại không có góc OH ở vị trí số 7, bởi vì vốn dĩ cái cấu trúc này không phải do tự nhiên tạo ra, nó không phải do tự nhiên tạo ra, mà nó là một cấu trúc được con người tổng hợp nên từ một cái sản phẩm cũng vốn không phải được sinh ra từ trong cây, đó là cái dicumarone. Dicumarone là gì? Thầy có bảo là thầy sẽ kể cho các bạn một câu chuyện mà phương Tây người ta hay đồn thổi với nhau về câu chuyện đó. Thì đó là câu chuyện người ta đồn rằng là nó cà rồng, đúng không? Thì thật sự nó cũng không có gì đặc biệt hết, nhưng mà nó cũng khá là thú vị khi mà người ta gặp một cái sự cố như thế này, đặc biệt là ở các nước phương Tây. Ở khi mà mùa đông lạnh lẽo xuống á, thì người ta nuôi những cái con cừu hoặc là con dê, nhưng mà muốn nuôi cừu dê thì nó phải ăn gì, ăn cỏ.
đúng không? Nhưng mà khi mà trong cái thời kỳ mà mùa đông như vậy thì không có thể nào có cỏ tươi cho những con cừu và con dê này ăn. Do vậy họ sẽ mua những cái cỏ mà người ta thường cuốn lại như là chiếu gì đó, để cho ăn, và trong đó có một loại cỏ mà các loài này rất là thích, các cái loài này rất là ưa ăn, đó là cỏ nhãn. Bởi vì người ta gọi là cỏ nhãn vì nó thơm như là nhãn gì đó. Cỏ nhãn thì người ta sẽ mua những cái loại cỏ, những bó cỏ khô này cho những con cừu ăn, và bắt đầu truyền thuyết nó bắt đầu xuất hiện là bởi vì đó là ở cái vùng đó thì nó có những con dơi, và những con dơi này dơi thì nó có loại thì nó ăn rau củ quả trái cây, có loại dơi thì ăn côn trùng, nhưng mà cũng có những loại dơi mà nó hút máu. Và khi những con dơi này nó hút máu những cái con cừu con dê thì đó là chuyện bình thường, nhưng mà những người nông dân khi mà người ta tỉnh sáng dậy á, họ đi vào trong chuồng, họ thấy là gì, những cái con cừu con dê đó bê bết máu và phần cổ máu chảy rất là nhiều mà không có cầm lại được, máu nó không cầm lại được, và người ta mới tưởng tượng ra rằng là có một cái con vật mà có cánh như lông dơi, chân như trời chân con dê vậy đó, bởi vì là người ta thấy chân tuyết á, là dấu chân dê, nhưng mà lại là kèm theo đó là những cái vết máu đi theo những dấu chân, người ta tưởng tượng có một cái con quái vật như vậy và nghĩ ra hình tượng là đó có thể là ma cà rồng nó hành hành đó. Nhưng mà sau đó thì họ mới bắt đầu họ làm cái nghiên cứu kiểm và họ mới tìm ra nguyên nhân tại sao lại có chuyện đó xảy ra, thì họ mới nghiên cứu rằng họ thấy là tại sao ở cái trang trại này dê và cừu á thì bị chảy máu hàng loạt, ở cổ chảy máu hàng loạt, trong khi đó ở chỗ kia thì lại không có gì hết. Và họ bắt đầu nghiên cứu, họ so sánh giữa hai cái trang trại với nhau, và khi so sánh giữa hai trang trại với nhau họ thấy là trang trại này và trang trại kia nó giống nhau hết, chỉ khác nhau một cái là gì, là chế độ ăn. Và như vậy họ thắc mắc là có khi nào là do cái cỏ nhãn này hay không, và sau đó họ mới đưa cho các nhà khoa học họ tìm ra và nghiên cứu, cuối cùng họ phân lập ra Dicumarone. Dicumarone, và đây chính là cái chất mà làm người ta thắc mắc là có phải là do ma cà rồng hay không, bởi vì đây là cái chất làm cho máu không đông lại được. Và cái chất này vốn dĩ không phải có trong cây, mà do là do cái gì, là do cỏ này người ta để lâu quá, và khi để lâu như vậy nấm nó phát triển và nó biến đổi cấu trúc của các cumarin đơn giản monomer thành dimer, tức là nó sự tác động của nấm bên ngoài, và điều đó tạo ra dicumarone. Và dicumarone nó lại gây gì, gây ức chế sự đông máu, và phải nguyên nhân là do gốc OH ở vị trí số bậc ở số 4. Và từ đó thì người ta bắt đầu là gì, nếu như mà hay như vậy thì sao chúng ta không ứng dụng nó vào trong thực tế, thì khi đó là người không có nghĩ đến chuyện là dùng để ngăn ngừa các cái bệnh về huyết khối đâu, mà đầu tiên họ làm là làm thuốc diệt chuột. Đầu tiên họ sẽ tiến hành làm thuốc diệt chuột, nhưng mà vấn nạn ở đây là gì, con chuột khi mà nó ăn cái này vô á, thì nó không chết liền mà nó lại chạy lung tung khắp nơi, và khi nó chạy lung tung khắp nơi và nó chết trong một cái xó xỉnh nào đó thì bạn biết rồi đúng không, con chuột mà nó chết ở trong xó xỉnh nào đó rất là khó tìm. Và như vậy là gì, họ muốn tìm ra một cái cấu trúc nào đó và nó được biết đến như là một tác dụng rất là mạnh, và trên đó trên các tờ báo trên thị trường mới quảng cáo một cái thuốc của một cái nhà khoa học mới, một nhà hóa học đưa ra và cam đoan là gì, những con chuột khi mà ăn cái này thì sẽ chết ngay lập tức, đó chính là warfarin, warfarin mà chúng ta vừa xem hồi nãy, và nó kế thừa cái gốc OH ở vị trí số 4. Như vậy warfarin, cái thuốc mà chúng ta được biết hiện nay là một cái thuốc đầu tay của các bác sĩ trong trường hợp mà điều trị huyết khối, ngăn ngừa khối, thì trước kia nó chỉ là thuốc diệt chuột mà thôi. Và mãi những năm về sau có một người lính Mỹ ông ta tự tử bằng thuốc chuột, và người ta đã tìm cách cứu cứu lại bằng cách là dùng vitamin K, chính xác người ta dùng vitamin K, không biết ông đã sống hay chết, nhưng mà người ta mới suy nghĩ là giả sử như vitamin K dùng trong trường hợp là máu nó bị, vitamin K dùng trong trường hợp nào các bạn? Vitamin K nó gây cầm máu, vitamin K nó cầm máu, còn cái warfarin nó gây xuất huyết. Do vậy là gì các bạn, người ta mới nói là như vậy thì có khi nào mà chúng ta sử dụng warfarin này làm thuốc hay không, và từ đó là người bắt đầu nghiên cứu về cách sử dụng warfarin, và như vậy thì bây giờ warfarin đã được sử dụng để làm thuốc rồi. Và đó là cái câu chuyện của đúng rồi, vitamin K để giải độc cumarin đó, giải độc warfarin đó.
Và nhưng mà các bạn đừng quên là chúng ta sẽ còn có một cái coumarin nữa, còn đậm hơn rất nhiều so với warfarin nữa. Warfarin đúng là nó độc, và hiện nay warfarin không dùng được cho phụ nữ có thai, bởi vì khi sử dụng nó có nguy cơ là gì, gây quái thai. Nó là chắc chắn sẽ gây quái thai, nó xếp hạng X cho phụ nữ có thai. Nhưng mà nó là một cái thuốc sử dụng trong điều trị huyết khối nha. Rồi, đó là cái phần coumarin đơn giản. Như bạn nhớ là OH ở vị trí số 4 nó sẽ gây tác động là chống đông máu. Chúng ta có đi coumarin từ cây cỏ nhãn, và chế phẩm của nó tên là Syntrom. Còn các coumarin phức tạp như có pyrenocoumarin và furanocoumarin thì thực sự ra là do nó gắn thêm một cái vòng. Vòng furan là vòng 5 cạnh, vòng pyran là 6 cạnh. Còn 67 pyranocoumarin hay 78 pyranocoumarin hoặc 67 furanocoumarin hay 78 furanocoumarin thì chẳng qua là do cái vị trí tiếp giáp của nó là 67 hay 78 mà thôi. Và chúng ta nhớ rằng là do nó có OH ở vị trí số 7, cho nên là gì mấy bạn, cho nên là chúng ta chỉ suy ra là hoặc là nó 67 hoặc là nó 78 mà thôi, cho nên là phần furanocoumarin hay phần pyranocoumarin nó không có gì đặc biệt cả nha. Lưu ý, chỉ nhớ một cái lưu ý nữa là các furanocoumarin, các furanocoumarin này thì nó còn thêm một cái tác dụng rất là hay là người ta ứng dụng trong cái ứng dụng trong điều trị bạch biến, ứng dụng trong điều trị bạch biến đó là một cái bệnh tự miễn của cơ thể, làm cho xuất hiện rối loạn trong cái chuyện mà tổng hợp melanin và làm cho da nó bị trắng ra. Furanocoumarin thì chúng ta sẽ có một vài cấu trúc kiểu furanocoumarin trong cây tiền hồ, bạch chỉ, chúng ta có solaren là đường thẳng, còn angelicin tức là góc khúc, chúng ta có angelicin trong cây bạch chỉ. Còn furanocoumarin hay pyranocoumarin thì là vòng 6 cạnh, và cấu trúc này là ít ứng dụng hơn so với các trường hợp còn lại. Kiểu isocoumarin tức là các sự tráo đổi vị trí của gốc oxy và gốc cetone thì thực sự ra cấu trúc này nó không đặc biệt lắm. Chúng ta chuyển qua cấu trúc đặc biệt hơn, đó là cấu trúc của coumestan. Cấu trúc coumestan này thầy nói là nó là sự lai hóa, sự kết hợp của hai cấu trúc giữa coumarin và cái gì mấy bạn. Coumestan là sản phẩm kết hợp của coumarin và gì, đúng rồi, đó là coumarin và flavonoid. Qua bài flavonoid thì các bạn sẽ gặp lại cấu trúc này, bởi vì nó vừa là coumarin, nó là C6C3, nhưng mà nó vừa là flavonoid, là C6C3C6. Và cái guadalolactone trong cái sợi đó là rất là nổi tiếng, bởi vì xưa khi mà người ta bị bộ đội họ bị thương do đạn hoặc là bị chấn thương thì họ sẽ chở tức là bỏ lên cái mỏng sẽ định bưng vào trong hậu phương đến bệnh viện. Nhưng mà trên cái đường đi dài 2-3 ngày như vậy thì vết thương nó sẽ có nguy cơ nhiễm trùng, và người ta sẽ lấy cái sợi đất này, người ta nấu nước, sau đó người ta gì tưới lên vết thương, ngâm vết thương vào trong đó và lấy cái sợi đất đắp lên, và như vậy vết thương sẽ không bị nhiễm trùng nữa, bởi vì guadalactone đó là kháng sinh, nó là có tác dụng kháng sinh, đúng rồi, các bạn nhớ bài đó là tốt, kháng sinh thực vật nha. Nhưng mà coumarin nó hay như vậy đó, nhưng mà có một coumarin mà người ta rất là ngán nó, và nó có rất rất nhiều trong các dược liệu, đặc biệt là những dược liệu nếu như chúng ta không kiểm soát độ ẩm dưới 13% thì sẽ có nó rất rất là nhiều. Nó được sinh ra từ cái loại Aspergillus niger, tức là cái loại nấm, và nó thường các loại nấm mốc, và nó được biết đến như là một cái độc tố, độc tố này là aflatoxin chính xác, các bạn nhớ rất là giỏi, các bạn chưa học nhưng mà suy luận là chính xác đó, afla không phải là fla đâu mà là nó được tạo ra từ cái loại nấm ha, cho nên là afla, để thầy cho các bạn coi cái cấu trúc của coumarin đó nha. Aflatoxin, đúng rồi, cấu trúc aflatoxin đó là có trong rất nhiều trong các loại nấm mốc. Các bạn nhớ bổ sung cái phần này vào trong bài học của mình nha. Bởi phần này có thể trong slide không nêu ra, nhưng mà trong quá trình giảng thì cô sẽ bổ sung vào á, cho nên các bạn chú ý ha. Các aflatoxin, Aspergillus flavus, Aspergillus flavus là cái loại nấm gây ra cái này ha, đúng rồi, Aspergillus flavus, đúng rồi, là cái này loại nấm vi sinh đó, để thầy chỉ cái công thức cho các bạn xem nha. Aspergillus flavus, đây, các aflatoxin, thì afla
là do nó đi từ cái từ as lut flavus, cho nên là theo cái từ afla. Còn toxin tức là độc tố, còn đó là độc tố của một cái loài nấm mốc, và độc tố này nó có khả năng gây ung thư gan, và nó thường có nhiều trong các cái cây, các cái lớp màng của các cái cây đậu, đặc biệt là đậu phộng á, cái áo hạt của nó, cái lớp hạt bên ngoài của nó bị mốc thì nó sẽ có hàm lượng rất là cao cái aflatoxin, và đó là một cái vấn đề hiện nay các cái dược liệu đang gặp phải, đặc biệt là khi mà chúng ta mua ngoài chợ các cái gia vị á, ví dụ bột ớt nè, một cà ri, bột nè, tất cả những cái bột đó nếu như mà người ta bảo quản không tốt thì nó sẽ tạo điều kiện cho aflatoxin phát triển, Aspergillus flavus phát triển, và nó sẽ sinh ra độc tố aflatoxin, và nó sẽ có nguy cơ gây ra ung thư gan nha. Cho nên các bạn bổ sung trong phần cumarin là chúng ta còn có cấu trúc của các aflatoxin nữa, và chúng là các cumarin. Bạn nhìn vào cấu trúc của nó nhìn rất là đơn giản, xin lỗi, nhìn rất là phức tạp đúng không, nhưng mà bạn nhìn rằng là gì chúng ta có thể nhận dạng ra nó rằng do nó có liên kết giữa bạn, nó có cái vòng alpha đi rồi và đó là kiểu cumarin, được chưa? Nó rất rất nhiều trong cái cây họ đậu, đặc biệt là đậu phộng, nhưng mà trong những cái bột khác thì nó vẫn có, đậu khác nó vẫn có, và rất khó để kiểm soát nó, bởi vì nó chỉ cần ở một cái liều lượng rất nhỏ thôi là nó cũng đã gây độc cho cơ thể rồi. Bây giờ mình chuyển qua phần tiếp theo là tính chất và các phản định tính ha. Vậy tính chất và các phản định tính của cumarin nó có gì đặc biệt, chúng ta coi thử nha. Tính chất và lý tính, nói chung cumarin thì rất là kém phân cực, tuy nhiên đó bởi vì nó tồn tại ở dạng alkylicol đúng không, từ nó tồn tại ở dạng alkylicol cho nên là nó kém phân cực ha. Thường kết tinh màu trắng và nó có mùi thơm ở, do vậy là chúng ta có lưu ý thứ hai bên cạnh cái việc nó thường tồn tại ở dạng alkylicol là nó thơm giống như là cái mùi gà tiệm thuốc bắc vậy đó. Đó, nó thơm bởi vì đó là cái mùi của cumarin, và vì vậy khi mà chúng ta hành á thì có thường hỏi cái dược liệu này có cumarin hay không, thì bạn nào mà tinh ý thì cầm cầm ngửi cái thơm chắc chắn đó là cumarin. Tính chất thứ ba đặc biệt của nó chỉ một mình nó có thôi, đó là phát hình quang UV 365, phát hình quang UV 365, và nó kém bền trong môi trường kìm bởi vì nó sẽ bị mỏ vào mặt tôi, mặc dù nó kém bền trong môi trường kìm nhưng mà chúng ta sẽ tận dụng cái sự kém bền đó để có thể ứng dụng trong định tính, để có thể ứng dụng trong định tính. Vậy thì chiết xuất nó thì như thế nào, nói chung là nó rất là kém phân cực nên chúng ta có thể thu nó ngay từ lúc đầu bằng cách dùng enhancer hoặc là ET ha, và có thể sử dụng kìm để chiết lấy nó, sau đó axit hóa để làm cho nó kết tụ trở lại. Thì bây giờ chúng ta chuyển qua các phở hóa tính, và từ đó có thể ứng dụng định tính của cumarin. Rồi, tiếp theo đó là hóa tính. Thì thầy nhắc lại, thứ nhất là hóa tính của các OH phenol đúng không, nó có tính kiềm cho nên mình tác dụng với nào ha, nó xin lỗi, nó tính axit cho nên tác dụng với kiềm. Thứ hai là nó đúng không, và thứ ba là tham gia được phản diazo. Nhưng mà cái phản mà chúng ta muốn nói nhiều nhất đó là phản của việc đóng mở vòng lacton. Thì cơ chế của nó là gì, cơ chế của nó là trong môi trường kiềm nó sẽ bị mở vòng tạo ra cái muối gì với bạn, cuma ri mít là axit đúng không? Tuần trước thầy còn ở Anh, rồi tuần này thầy ở Việt Nam nên thầy đã cách ly nha. Vừa đáp xuống máy bay là được tuyển thẳng vô phòng cách ly luôn, không có cần phải xếp hàng. À, thầy nhắc lại nha. Cumarin dưới tác dụng bởi kìm thì nó sẽ bị mở vòng và nó sẽ tạo ra cái axit, đó là axit cumarinic, hay là cái muối của nó là cumarinat. Muối này đặc điểm là gì các bạn, nó tan trong trong nước đúng không, là do vậy chúng ta sẽ thấy dung dịch nó trong suốt. Còn nếu như chúng ta axit hóa trở lại thì khi đó gốc OH kết hợp với gốc COH nó sẽ đóng vòng trở lại tạo ra cấu trúc cumarin.
và Coumarin nó là không thay trong nước cho nó bị nộp lại nha. Thì phần này trong video bài giảng thầy có chú thích rất là chi tiết, thì bạn nào chưa kịp nghe ta coi lại nha. Đây thầy nhắc lại thôi, là cái phần đóng mở bằng phát này là trong môi trường kìm nó sẽ bị mở vòng, còn trong môi trường axit nó sẽ bị đóng vòng. Và khi nó mở vòng hay nó đóng vòng thì độ tan trong nước nó sẽ khác nhau. Chúng ta cùng nhau xem sơ đồ sau. Thứ nhất, xuất phát điểm đó là gì mấy bạn? Là hai cái dung dịch với dịch chiết là gì? Người ta dùng cồn nha các bạn. À, vậy thầy hỏi là cồn 96 có hòa tan cumarin không? Cồn 96 nó có hòa tan cumarin không các bạn? Đúng rồi, có nha các bạn. Tại sao người ta không dùng dung môi khác? Ví dụ như thầy hỏi bây giờ thầy dùng naxan thì hòa tan được không? Thầy dùng naxan thì hòa tan được cumarin không? Có. Nhưng bây giờ trong dân bây giờ thiết kế thí nghiệm này là người ta dùng cồn. Bây giờ người ta đổi thành NaHSan được không? Bây giờ người ta đổi NaHSan được không? Không được. Bởi vì sao các bạn? Bởi vì nếu như mình dùng cồn, mình chan nước vô thì nó sẽ tạo thành một cái dung dịch độc nhất. Chúng ta sẽ biết được trong hay đục, đúng không? Còn nếu như em dùng NaHSan đúng làm chiết được cumarin, em chiết tốt là đằng khác. Nhưng khi em chan nước vô nó bị gì các bạn? Nó tách lớp. Thì làm sao chúng ta biết được trong hay đục? Okay, bởi vì mục đích của mình là mình muốn biết nó trong hay nó đục trong một cái dung dịch đồng nhất, mà nước với cồn thì nó mới tạo ra một dung dịch đồng nhất, được không? Do vậy ở đây người ta dùng cồn, và cồn nhắc lại là dung môi vạn năng, nó chiết được tất cả, mặc dù nó không chiết tốt bằng naxan nhưng mà nó chiết được cả cumarin được, mặc dù không nhiều nhưng mà dù sao nó phù hợp cho thử nghiệm này, bởi vì cồn nó tan được trong nước. Còn ở đây chúng ta muốn coi thử là cumarin có tan được trong nước hay không, đúng không? Thì ban đầu chúng ta chiết bằng cồn, sau đó chúng ta cho hai cái điều kiện khác nhau, một cái là kìm, một cái là nước. Và khi cho nước vô dung dịch nó sẽ bị đục, còn cho kìm vô thì nó sẽ bị mở vòng, nó tạo ra muối và nó trong. Và sau đó chúng ta cho axit trở lại thì cái muối này nó đóng vòng trở lại và làm cho dung dịch nó đục lại như ban đầu, nên người ta gọi là thử nghiệm đóng mở vòng Rankine. Và cái thử nghiệm này nó tấn công hay nó tập trung vào cái vòng Rankine, nên đây là một phản ứng đặc hiệu. À, đây là phản ứng đặc hiệu, đó là đóng mở vòng Rankine. Đây là phản ứng đóng mở vòng Rankine, được chưa? Nguyên cơ chế đó là mở vòng tạo ra muối của axit cumarinat, từ đó nó tạo ra cái độ tan trong nước. Thứ hai, một phản ứng đặc hiệu nữa đó là phản ứng thử nghiệm hình quang, hay chúng ta còn gọi là phản ứng tăng hình quang trong môi trường kìm. Đúng tên của nó nha các bạn, tăng hình quang trong môi trường kìm. Phải là tăng hình quang, phải là trong môi trường kìm. Còn tăng hình quang trong axit là coi như là không phải, bởi vì trong môi trường kìm nó mới có sự tăng hình quang. Nguyên nhân do đâu mấy bạn? Nguyên nhân là do sự chuyển dạng từ axit thành gì mấy bạn? Thành trans. Nguyên nhân là chuyển dạng axit thành trans. Rồi khi mà trong môi trường kìm nó sẽ bị mở vòng, trong môi trường kìm nó sẽ bị mở vòng, mà khi nó bị mở vòng thì nó sẽ tạo ra cumarinat, và nó là dạng xích. Dạng xích tức là hai cái lớn cùng phía và hai cái nhỏ nó cùng phía, thì chúng ta gọi là dạng xích. Nhưng mà do hai cái lớn nó cùng phía như vậy cho nên nó cùng chiếm vào một cái vùng không gian, và vì vậy nó sẽ như thế nào? Nó cạnh tranh không gian với nhau, và do vậy nó luôn luôn muốn về cái dạng thái bền vững hơn, nó tiếp thu năng lượng ổn định hơn, đó là dạng trăng. Nhưng mà nó muốn chuyển về dạng trăng thì nó còn năng lượng, nó còn năng lượng, đúng không? Và cái gì cung cấp năng lượng cho nó? Tiêu V365. Và dưới tác dụng của tiêu V365 thì dạng xích nó có năng lượng rồi, nó sẽ may quay cái phòng hai cái cấu trúc lớn và hai phía không gian ngược nhau, làm cho cấu trúc của nó ổn định hơn và hình quang của nó mạnh hơn. Do vậy là bạn nhớ, sự chuyển dạng xích chance là do là gì? Nó biến thành cấu trúc bền vững hơn, cho nên cái hình quang của nó sẽ phát sáng rõ hơn. Và các bạn để ý thấy là người ta sẽ sử dụng một miếng nhôm, người ta che lại, người ta dở lên thì nó sẽ có sự khác biệt về cái cường độ phát hình quang giữa phần bị che và phần không bị che, được chưa? Rồi, và đây cũng là một phần đặc hiệu đối với cumarin, bởi vì nó cũng tác động lên trên cái vòng lacton. Và chúng ta nhớ đối với anthraquinone thì chúng ta có phản ứng định tính buộc bậc Changer, đúng không? Còn đối với cumarin thì đó là gì? Ta đóng mở vòng lacton và phát tăng hình quang trong môi trường kìm. Còn thử nghiệm với thăng hoa hay phản diazonium thì những phản này nó không có đặc hiệu cho cumarin, cho nên thầy sẽ lướt qua phần đó nha, các bạn coi thêm trong video bài giảng ha.
Một phần nữa mà thầy muốn nhấn mạnh cho các bạn, một phần nữa thầy muốn nhấn mạnh cho các bạn đó là cái phần thử nghiệm khác, tức là chúng ta không dùng trên các vở hóa học mà chúng ta thử nghiệm trên sắt ký lớp mỏng. Chúng ta thử nghiệm trên sắt ký lớp mỏng. Và chúng ta thử nghiệm trên sắt ký lớp mỏng tức là chúng ta sẽ không dùng các vở hóa học nữa mà chúng ta sẽ sử dụng cái bảng mỏng để kiểm tra cái khả năng phát hình quang của nó ha. Ở cái bảng mỏng rồi ta. Ở trong video bài giảng thầy có để cái bảng mỏng cho các bạn đúng không? Một xíu nha. Mình có. Đây là dưới đây các bạn ha. Vậy thì dưới cái bảng mỏng thì chúng ta sử dụng thuốc thử là gì các bạn? Dưới bảng mỏng chúng ta sử dụng thuốc thử là gì? Dưới bảng mỏng chúng ta sử dụng thuốc thử là gì? Nếu như mình dùng bảng mỏng thì mình có nhiều lựa chọn lắm. Nhưng đối với Coumarin cách đơn giản nhất là chúng ta sử dụng UV 365. Các bạn có thể coi cái cam của thầy nha. Đây là cái hình UV 365 ha. Và dưới tác động của UV 365 thì cái Coumarin nó sẽ cho những hình quang, những hình quang rất là sáng. Các bạn thấy chưa? Đó, hình quang sáng ha. Và như vậy thì gì? Coumarin các bạn chú ý, một trong những tính chất rất là đặc hiệu của nó đó là nó có khả năng phát hình quang ở UV 365. Được chưa? Còn thăng hoa hay là diazo thì đó chỉ là một tính chất thêm của nó mà thôi. Và trong chương trình dược liệu 1 của các bạn, chúng ta sẽ có hai chất thăng hoa được. Hai chất thăng hoa được đó là Coumarin. Mình có cần phải nhắc đến chuyện acrylicon ở đây không? Bởi vì không cần. Bởi vì vốn dĩ Coumarin nó thường tồn tại dạng acrylicon, đúng không? Thứ hai đó là anra ở dạng acrylicon, đó là anra quinone. Yeah, cả hai cái Coumarin và anthraquinone nó có khả năng thăng hoa, cho nên là gì, chúng ta nếu như thấy một chất thăng hoa thì chúng ta không nên vội kết luận nó là anthra hay Kuma, mà mình phải thử nghiệm thêm các phản hóa học. Ví dụ như mình nhỏ kìm lên mình thấy nó đỏ thì đó là anthraquinone, còn nó nhỏ kìm lên không thấy nó đỏ thì chắc chắn nó không phải là anthraquinone. Và chúng ta có thể sử dụng iốt để xác định thêm nó có phải là Coumarin, hoặc chúng ta dùng thêm diazonium chẳng hạn. Được chưa? Rồi tiếp tục nha. Tiếp theo là sự khác biệt của UV của các Coumarin. Coumarin nó có liên kết đôi liên hợp cho nên chuyện hấp thu được tia UV đó là chuyện bình thường. Ở riêng furano Coumarin và pirano Coumarin do một cái là vòng 5 cạnh, một cái là vòng 6 cạnh, cho nên là cái phổ UV nó hơi khác nhau một xíu ha. Còn phổi E thì cái phần này nó thường là mang tính chất là phủ định hơn là khẳng định. Nghĩa là nếu nó có cái này thì tốt, mà không có thì chắc chắn nó không phải là cấu trúc đó. Ví dụ như nó là Coumarin thì nó phải có cái đỉnh là 1700 để chứng minh rằng nó là ceton. Còn nếu như mà không có cái đỉnh là 1700 có nghĩa là nó không phải là Coumarin rồi. Đó mang tính chất phủ định hơn là khẳng định. Và thông tin của nó bây giờ người ta thường người ta dùng phổ NMA để người ta thay thế cho IE, bởi vì phổ IE bây giờ nó quá cũ rồi. Và thông tin của nó rất là khó để chúng ta phân biệt được giữa umbilicerol hay là scopolamine nếu chỉ dựa vào phổi E, cho nên là nó không có độ chính xác và nó không có chi tiết bằng các cái phổ khác ha. Để định lượng Coumarin thì chúng ta sẽ có phương pháp oxyhóa khử, phương pháp đo phổ UV, nhưng mà phương pháp mà hiện nay người ta hay dùng đó là phương pháp HBOC và phương pháp thông dụng nhất, đặc biệt cấu trúc này là cấu trúc hấp thu được tia UV thì quá tốt. Bởi vì một cái mask VOC nó sẽ thường hay sử dụng cái detector, tức là cái đầu dò UV, và nếu như chất này hấp thu UV tốt thì nó rất là dễ dàng. Và HBOC nó không chỉ cho chúng ta biết được thông tin về định tính mà nó còn thông tin về định lượng và định lượng từng chất có trong đó hàm lượng là bao nhiêu luôn. Và tác dụng và công dụng thì Coumarin nó có tác dụng là giãn cơ. Giãn cơ tức là chống co thắt á. Và vì nó giãn cơ giãn mạch cho nên nó có dụng hạ sốt, nó giãn mạch, nó tăng khả năng tiếp xúc, tăng khả năng thoát nhiệt, cho nên những người bị sốt người ta thường những dược liệu trước Coumarin, ví dụ như là bạch chỉ, ví dụ như là tiền hồ, nó chống co thắt cho nên nó sẽ giảm tình trạng ho. Ví dụ như người ta thường dùng tiền hồ, dùng bạch chỉ để chữa ho chẳng hạn. Và nếu như mà nó có OH ở vị trí số 4, dicumarone thì đó là chống đông máu, và escalatin có tác dụng làm bền mạch máu, thì vào đó tác dụng tương tự vitamin B. Thì tác dụng tương tự vitamin B này nó sẽ nổi bật hơn rất là nhiều trong bài flavonoid mà chúng ta sẽ học trong tuần sau. Ngoài ra thì Coumarin có tác dụng kháng khuẩn kháng nấm, đặc biệt là trong cây mù u á,
bạn hay dùng dầu một u để ngăn ngừa sự nhiễm trùng, đặc biệt là bách phẩm đúng không? Thì bởi vì là nó có các dạng chất calophyloid, và các calophyloid này nếu mà chúng ta nhìn một cách chi tiết hơn thì nó có vòng alpha-pyrrole, nên nó có khả năng là kháng khuẩn và chống viêm. Ví dụ như ở Wedderlactone trong cái sợi đất chẳng hạn thì nó cũng có tác dụng kháng khuẩn và chống viêm. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi vô phần dược liệu ha. Đối với phần dược liệu, chúng ta sẽ có dược liệu bạch chỉ. Thì dược liệu bạch chỉ này, hãy thì bữa thầy có hỏi các bạn tại sao gọi là bạch chỉ đúng không? Thì các bạn trả lời thầy, bạch chỉ là gì? Sao gọi là bạch chỉ các bạn biết không? Bạch là trắng, chỉ là thế không? Chỉ là cầm giảm, đúng rồi, chỉ là cầm giảm, đặc biệt trong dược cổ truyền người ta hay gọi là chỉ là ngăn ngừa. Các bạn coi trên slide thầy có dán một cái hình cái miếng mạch chỉ á, thấy cái hình miếng mạch chỉ không? Nhưng mà trong trường hợp này mạch chỉ không phải là cầm giảm, mạch tức là trắng, còn chỉ là gì? Giống như là hồi đó võ công, không cái võ công nào có từ chỉ với bạn, võ công nào có từ chỉ? Chỉ thống, chỉ thống tức là chữa đau đầu, đúng rồi, nhất dương chỉ, nhất dương chỉ tức là gì các bạn, người ta dùng ngón tay đúng không, của đồng dự đó. Thì bạch chỉ tức là ngón tay trắng, chỉ tức là ngón tay các bạn, bạch chỉ tức là ngón tay trắng. Bởi vì cái dược liệu này khi mà người ta cắt ra thì nó giống như là cái ngón tay vậy đó, cho nên người ta gọi là ngón tay trắng, bạch chỉ. Câu hỏi vui á, thì cô thường hay hỏi sinh viên, thường cái lúc mà sinh viên hỏi hết rồi, hỏi hết khi mà hỏi hết những câu hỏi cho các bạn rồi, các bạn trả lời rất là tốt, thầy tôi thường sẽ cho một câu bạch chỉ là gì, thường là từ đó ú ớ không biết cái gì hết. Thì bạch chỉ tức là ngón tay trắng nha các bạn. Vậy thì bạch chỉ là một cái dược liệu rất là điển hình trong đông y, và nó được dùng để điều trị các bệnh cảm sốt, do các cumarin có trong đó có tác dụng giãn mạch và hạ sốt. Nhưng nếu như mà dùng quá liều thì cũng sẽ gây co giật. Cho nên chúng ta chú ý bạch chỉ. Tiếp theo đó là tiền hồ. Chúng ta có bạch chỉ nè, tiền hồ nè, đương quy nè, xuyên khung nè, bốn dược liệu tiêu biểu. Bạch chỉ thì thống kê lại cho bạn nha. Tiền hồ, đương quy, mấy cái này là đặc biệt là hay có trong nồi thuốc bắc, trong gã tiền thuốc bắc chắc chắn phải có đương quy và xương khung, hai cái cuối cùng đó. Bởi vì hai cái dược liệu là hai dược liệu bổ máu và giúp hoạt huyết, cho nên là nó giúp bổ cho cơ thể. Không, táo tàu không liên quan nha. Bạch chỉ, tiền hồ, đương quy, xương khung, đúng, táo tàu là nó bổ, nhưng nó là bổ khí chứ nó không phải là bổ huyết ha. Thì bạch chỉ, tiền hồ, đương quy, xương khung nó có mùi thơm, mùi thơm đó là thơm cumarin, và nó có cái hoa tán Abiaceae. Cumarin nó phân bố khá là hạn hẹp, nó không có phổ biến như là các cái nhóm khác đâu, mà nó tập trung chủ yếu trong họ Abiaceae, tức là họ hoa tán. Chúng ta có cây bạch chỉ này, tiền hồ, đương quy, xương khung, cà rốt cũng có cấu trúc nó cũng thuộc họ hoa tán ha, và nó có mùi thơm, nhớ nha, nhớ là họ hoa tán Abiaceae. Rồi những cái dược liệu còn lại thầy sẽ lướt nhanh dược liệu mà nó giống như bạch chỉ ha, tiền hồ, xương khung gì đó vân vân. Tiếp theo đó là xài đất. Xài đất bây giờ chúng ta thấy là nó có trong một phim khá là nổi tiếng đúng không, nhưng tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đó, nhưng thực sự cái hoa đó là hoa xài đất ba thùy chứ không phải là xài đất của mình. Xài đất là xài đất ba thùy, và nó là một cái loại cây xâm thực mà người ta lấy từ Indonesia hay Malaysia đó, và nó phát triển rất là tốt ở điều kiện khí hậu Việt Nam. Và xài đất ba thùy. Còn cái xài đất mà chúng ta đang nói là xài đất một thùy, tức là cái lá của nó thẳng như thế này, nó không bị phân nhánh ra, nó bị chia thùy. Thì xài đất này người ta là xài đất bắc. Xài đất bắc, và trong xài đất bắc này nó mới có các dưỡng chất Wedderlactone thôi, và cái Wedderlactone này mới là những chất mà có tác dụng là kháng khuẩn, chống viêm, đặc biệt là nó dùng để trị rôm sảy và mẩn ngứa dị ứng kết hợp với chuyên ngân. Xài đất, nghe nhớ xài đất là có Wedderlactone.
Còn cây mùa thu, calophyllum inophyllum thì cái cấu trúc calophylloid này á là nó là vừa là flavonoid và nó cũng vừa là cumarin luôn. Nó là flavo nhưng nó cũng vừa là cumarin. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta học hai kiểu cấu trúc ha. Cumestan là một cấu trúc 4 phenin cumarin. Tức là cumarin gắn thêm một cái vòng phenin ở vị trí số 4 nữa, tức là cumarin là C6 C3 rồi, mà còn 4 phenin nữa tức là C6 C3 C6, nó cũng là một flavonoid và chúng ta còn hay gọi nó là neoflavonoid. Neoflavonoid là một cái dạng phân loại của flavonoid thôi, nhưng mà cái dạng phân loại này nó cũng là một cumarin và nó là calophylloid inophylloid, bởi vì cái tên khoa học của cây mùa thu là calophyllum inophyllum. Nó có tác dụng là kháng khuẩn, kháng viêm và nó ngăn ngừa sự nhiễm trùng do mùa thu, cũng được ứng dụng trong điều trị phẩm, đúng không, ngăn ngừa nhiễm trùng và ngăn ngừa sự lở loét và có thể hỗ trợ trong bệnh Hansen. Cái bệnh Hansen là bệnh gì không? Con vi khuẩn Hansen là con nào? Các bạn biết bệnh Hansen không? Giờ chắc chị biết ha, ông Hansen thôi đúng không? Không biết Hansen ha. Hansen là bệnh gì? Đúng rồi, bệnh phong đó. Là cái con Hansen đó, bệnh phong đó. Hansen là cái tên của người tìm ra nó đó. Ha, là bệnh phong, bởi vì nó ngăn ngừa cái sự lở loét cho nên nó hỗ trợ trong bệnh phong. Hansen. Rồi, đó là những cái nội dung mà cốt lõi trong bài cumarin. Để thầy chốt lại cho các bạn những nội dung mà chúng ta vừa nói trong bài ngày hôm nay ha. Thứ nhất là chúng ta biết được cumarin đó là một kiểu polyphenol, nó có tính axit yếu, có khả năng tạo phức và có khả năng tham gia phản diazonium. Nó có hai tính chất, ba tính chất rất là đặc biệt, có bốn tính chất. Thứ nhất đó là nó được cấu tạo bởi vòng lacton, tức là liên kết este nội phân tử. Đúng không? Thứ hai là nó chỉ tồn tại ở dạng acetone mà thôi, thường là như thế. Thứ ba đó là nó có mùi thơm. Và thứ tư đặc biệt quan trọng là gì các bạn? Nó có khả năng phát hình quang dưới UV là 6 năm. Bên cạnh đó thì nó sẽ có một vài cái rau kia nữa, ví dụ như nó phải là gốc OH ở vị trí số 7. Nếu như OH ở vị trí số 4 thì nó sẽ làm cho nó gì? Có thêm một tác dụng dược lý, đó là có khả năng chống sự động máu. Và hai phản đặc hiệu của cumarin đó là phản đóng mở vòng lacton và thứ hai đó là phản tăng hình quang trong môi trường trường kiềm, được chưa? Đó là hai cái phản đặc hiệu của nó. Và đương nhiên cumarin cũng có khả năng thăng hoa bởi vì cấu trúc của nó gọn gàng, nó chỉ là hai cái khung, nó chỉ là hai khung phẳng với nhau, nó giống như một cái mặt phẳng vậy đó, nó rất là gọn gàng về mặt cấu trúc cho nên nó rất là dễ thăng hoa và nó kém bền trong môi trường kiềm bởi vì nó được cấu tạo bởi liên kết vòng lacton, tức là este nội phân tử. Đó là những nội dung mà chúng ta nói trong bài hôm nay. Bây giờ thầy hỏi thêm một câu nữa ha. Cumarin có trong động vật thực vật. Đúng rồi. Bắt đầu từ bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ chỉ học những cái cấu trúc có trong thực vật mà thôi. Chúng ta sẽ có cumarin, flavonoid và tannin. Đây là những cấp kỳ có trong thực vật thôi. Còn tuần trước những gì mấy bạn ha? Carbohydrate là có trong động vật và thực vật luôn á. Chúng ta có carbohydrate nè, glycosidium nè. Một bài chúng ta chưa được học đó là saponin. Bài này khó. Và anhydrase nha. Các bạn học bài thì các bạn nên hệ thống hóa nó lại theo kiến thức để chúng ta dễ nhớ bài hơn và nhớ bài một cách có hệ thống hơn, được chưa? Vậy các bạn trả lời rất là tốt. Đó là nó chỉ có trong thực vật mà thôi. Riêng anhydrase còn có trong động vật, còn các polyphenol thường nó chỉ có trong thực vật mà thôi, được chưa? Rồi, đó là những gì chúng ta nói trong bài cumarin ha. Các bạn có muốn hỏi gì không? Các bạn có thắc mắc gì về bài cumarin không? Vậy là mình biết thêm mà cumarin không chỉ có lợi đó ha, mà nó còn có hại nữa đó. Nó có khả năng gây quái thai, đó là warfarin, đúng không? Và nó còn gây ung thư gan. Rồi, còn nội dung của bài kiểm tra tuần trước, các bạn có thắc mắc gì không? Coi như tuần trước mình làm nháp đi ha. Vui vẻ mình làm bài này nha, tuần này nha. Nội dung cũng không khác đâu, cho nên các bạn chúng ta có nội dung ôn tập sẵn thì mình
tiếp tục như thế thì điểm mình sẽ tốt hơn ha. Và nhớ là ca kiểm tra của lớp mình là mấy giờ? Ca kiểm tra mình là mấy giờ mấy bạn? Đúng rồi, 2 giờ đến 3 giờ chiều nha. Thầy đã sẵn cái giờ cho các bạn luôn đó, 2 giờ đến 3 giờ chiều ha. Trong thời gian đó nếu như mà các bạn sợ nó bị sập mạng thì có thể khoan vào khoảng 14 giờ, bạn khoan vào khoảng 14 giờ 15 hoặc 14 giờ 30 các bạn vào cũng được. Vì trong khoảng thời gian đó chỉ có 100 người vào thôi, cho nên là nó sẽ ổn định hơn rất là nhiều nha. Và thầy sẽ xem xét lại những cái vấn đề, ví dụ như điểm lần trước em quá cao mà sao lần này nó quá thấp như vậy, thì sẽ cân nhắc lại ha. Nội dung vẫn là 1, 2, 3 như cũ nha, hướng ra đề, tức là những cái nội dung hỏi thì nó cũng sẽ quay quanh những vấn đề đó thôi, cho nên là các bạn chúng ta, thầy tin rằng chúng ta sẽ làm tốt hơn nữa nha. Nếu như chúng ta làm tốt chúng ta sẽ làm tốt hơn nữa, nên các bạn cố gắng ha. Nội dung cũng là như thế thôi, chúng ta cố gắng học và đừng có comment những cái câu mình thầy cô đồ ha. Độ ẩm không khí khi phơi dược liệu nên tồn tại ở mức nào? Nói với dược liệu á, độ ẩm không khí khác em ạ. Thường nếu như độ ẩm của dược liệu quy định là 13% nha. Cái này trong điều biển Việt Nam mà nó có trong bài thu hoạch đó, Cao Thuận, Thuận Bình ha. Khi nào đi học với thầy thì nói một cách gần nhất, thầy sẽ bị cách ly 2 tuần. Tức là tuần sau chúng ta vẫn sẽ gặp thầy ở trong tình trạng như thế này. Nếu như không bị positive với coronavirus thì thầy sẽ vẫn ngồi trong phòng này ha. Thì sau đó thầy sẽ được trả về, nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục online tiếp á. Thường như vậy, dịch bệnh nó đang phát triển, tính thời gian, vẫn tính thời gian nha em, khoảng là 8 phút ha, 8 phút, 10 câu 8 phút. Nhưng mà cái bài kiểm tra của mấy đứa thầy đã sắp xếp sẵn là 10 câu hiển thị trên cùng một trang giấy đúng không? Cho nên là nếu như câu nào các bạn cảm thấy khó quá thì các bạn có thể chúng ta bỏ lướt nhanh, chúng ta có thể là kéo xuống làm dưới những câu sau mà chúng ta không có cần phải bấm nút nét như những cái bài kiểm tra thu hoạch và bài kiểm tra điểm danh mà thầy yêu cầu là chỉ có một trang. Còn đây thầy sẽ về một trang, một trang 10 câu luôn mà. Tôi biết các bạn thích cái điều đó vì các bạn có vài cái hành động mà tôi biết các bạn đã làm. Câu đó nó bị sai đề đấy, đúng câu đó là glycosid nào có 3 đường trong một mạch, và cái câu đó thầy đã chỉnh sửa lại rồi nha. Câu đó là glycosid nào có 3 đường trong một mạch. Rồi. Như vậy là nếu như không có thắc mắc gì thì chúc các bạn chúng ta ôn tập tốt ha, và chúng ta cùng nhau hợp tác với bộ môn để cho cùng nhau vượt qua mùa dịch này ha. Bởi vì á là bài kiểm tra này nó chỉ là 50% thôi, bài thu hoạch các bạn đã có 5 điểm rồi, còn bài này chỉ là 50% và nó còn làm tròn nữa, thì bài 7 điểm thì với 8 điểm nó cũng giống nhau. Cho nên là các bạn chúng ta cố gắng ha. Chúng ta còn có một bài kiểm tra giữa kỳ nữa đó, tức là tuần thứ 7 chúng ta sẽ có một bài kiểm tra giữa kỳ nữa. Cho nên là trong quá trình ôn tập bài 1, bài 2, bài 3 cũng giống như là nền tảng cho chúng ta ôn bài luôn ha. Rồi, vậy nha. Nếu không có gì nữa thì các bạn học tốt ha. Chào các bạn. Chưa, thì chưa có yêu cầu. Đọc bài thu hoạch từ từ thì yêu cầu đọc tính sau nha. Giờ tôi không có tâm trạng lấy bài thu hoạch đâu, đừng có gửi cho tôi. Giờ tôi chỉ cần ăn ngon là được rồi. Mình ăn mì tôm ngoài mấy đứa. Chào đi. Thank you.